Vâng, xin chào quý anh chị và các bạn. Rất là vui Phước Sửu lại được gặp quý anh chị và các bạn. Và ngày hôm nay Phước Sửu sẽ đưa cho quý anh chị đi xem một dự án khá đẹp, một căn hộ tọa lạc ngay tại Nam Sài Gòn, cách Phú Mỹ Hưng gọi là chỉ tầm 200m thôi cả nhà. Quy mô của căn hộ này là 80 ha. Đó là căn hộ Sài Gòn South Residence Phú Mỹ Hưng, chỉ cách trung tâm chợ Bến Thành 5,8 km. Dự án căn hộ Sài Gòn South Residence sẽ mang đến sự thuận tiện cho khách hàng trong việc di chuyển. Ngoài ra, dự án Residence nằm trong khu biệt thự Tân An Huy với 3 mặt tiếp giáp sông. Toàn bộ khu vực dự án như bán đảo, một mặt sông, mang lại không gian thoáng đãng, view nhìn không giới hạn luôn cả nhà. Với cái cảnh mà bay Leica của Phước Sửu, như mọi người nhìn thấy, đây là một cái khu dân cư khá đẹp luôn. Dự án Sài Gòn South Residence có 2 mặt view hướng nhìn chính cả nhà. Thứ nhất là view nội khu nhìn về 69 tiện ích lên đến là 23.000 m². Và một tầm view nữa là view nhìn về cái rạch Thầy Tiêu á nhà. Với cái rạch này thì cực kỳ mát mẻ và nhìn thấy những cái cung đường, những cái bờ sông, những cái công viên đẹp nhất của Phú Mỹ Hưng luôn. Phải nói là một cái vị trí cực kỳ đắc địa. Mang lại khá nhiều cái thuận tiện cho khách hàng. Từ cái Sài Gòn South Residence thì khách hàng chỉ cần 15 phút hoặc là chỉ cần 8 phút là đi vào trung tâm của đô thị Phú Mỹ Hưng. Còn theo đường chim bay thì chỉ qua một cái bờ sông 200m là có thể cận cảnh khu đô thị Phú Mỹ Hưng rồi quý vị ạ. Ngoài ra, trong bán kính 1 km thì khu dân cư Sài Gòn South Residence có các quy hoạch hạ tầng như là, thứ nhất là hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, cầu Rạch Đĩa, tuyến metro số 4. Và cái dự án này có khá nhiều gọi là ông trùm bất động sản như là tập đoàn CS của Hàn Quốc, rồi một số dự án như Keppel Land của Singapore, rồi La Villa, rồi Nay Sao của Kiến Á. Khá nhiều cái dự án mà mang cho cái khu Nam này một cái khu gọi là được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, và có những cái ông lớn đã đang đổ về. Với cái dự án Residence Sài Gòn South này thì quy hoạch hạ tầng khá chuẩn chỉnh luôn. Và ở đây thì cư dân vào ở là gần như là 100% rồi, phủ kín rồi. Giá căn hộ ở đây thì hiện tại cũng đang còn rất là thấp, sổ hồng là đầy đủ rồi. Thì quý anh chị cần thêm những cái thông tin và những cái tiện ích về của căn hộ Sài Gòn South này, hãy bóc ngay cho Phước Sửu để Phước Sửu là cung cấp đầy đủ cho quý anh chị những cái thông tin, và đồng thời mang đến cho anh chị một cái cơ hội mới là một cái nơi ở, nơi an cư lạc nghiệp, sinh sống lâu dài tại khu Nam Sài Gòn. Quý anh chị cần thêm nhiều thông tin hãy bóc ngay cho Phước Sửu hoặc để lại số điện thoại, comment, share, like và subscribe kênh của Phước Sửu để có nhiều video hay hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.